công điện về phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ, điện Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết số 30/2021 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. 1. Các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành trong thời gian qua. 2. Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn, phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm, ai ở đâu ở đấy, tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách trừ những người được chính quyền cho phép. Lãnh đạo tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình, Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón đưa về địa phương đích đến đảm bảo an toàn, tổ chức xét nghiệm vận chuyển bằng xe ca có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy, thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định không để dịch bệnh lây lan. Bộ công an chỉ đạo công an tỉnh, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức đưa đón người dân, tổ chức tốt hệ thống mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị, tập trung và ưu tiên năng lực nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. 3. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo công văn số 969. Đối với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 969 ngày 17 tháng 7 năm 2021. Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội nếu đã kiểm soát được dịch bệnh có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trước khi quyết định. 4 các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh giữ chững thành quả chống dịch không để dịch lây lan trên địa bàn đồng thời phối hợp hỗ trợ chi viện phù hợp cho thành phố hồ chí minh và các địa phương đang có dịch diễn biến phức tạp vận động kêu gọi kiểm soát người dân ở thành phố hồ chí minh các tỉnh bình dương đồng nai long an và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội không được rời địa bàn tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách ai ở đâu ở đấy tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay đủ lương thực thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ, không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặt, tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân, hỗ trợ người dân tỉnh mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có dịch diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn, tổ chức tiêm vaccine nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, không để vaccine hết hạn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vaccine, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vaccine, xử lý nghiêm kịp thời theo pháp luật các trường hợp vi phạm. Người đứng đầu các cấp chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc tiêm vaccine, tăng cường quy động đội ngũ cán bộ y tế, nhất là lực lượng hồi sức cấp cứu, không phân biệt công tư tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên sẵn sàng chi diện cho các địa phương dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn như thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam theo sự điều phối của Bộ Y tế. Chú trọng chăm lo, động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện phòng hộ, hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp chống dịch, có phương án sử dụng hợp lý lực lượng y tế, những nơi không nhất thiết cần nhân viên y tế thì hướng dẫn các lực lượng khác và nhân dân thực hiện. Xây dựng kế hoạch thực hiện mua sắm trật tư, thiết bị y tế Phương án đảm bảo sản xuất, đời sống an sinh xã hội, trật tự xã hội theo các kịch bản dịch bệnh, sẵn sàng cho tình huống dịch bệnh diễn biến xấu, tuyệt đối không để tiêu cực trong mua sắm. 5. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chỉ đạo công khai minh bạch kịp thời mọi thông tin về phòng chống dịch để nhân dân biết, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng tiêu cực tới phòng chống dịch bệnh. 6. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ cơ quan liên quan, thúc đẩy nhanh hiệu quả theo quy trình rút gọn về hành chính, việc sản xuất, cung ứng vaccine, thuốc, phục vụ phòng chống dịch COVID-19, ra soát đề xuất bổ sung chế độ chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ y tế và các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.